Sally là màn ảo thuật biến chiếc bàn màu đen thành một màu phù hợp với hạnh phật đặt tên. Ta-da. Xin giới thiệu với các bạn chiếc MacBook Air M2-1. Nếu các bạn tò mò tại sao, xin mời xem video sau. Phiên bản Base 8GB, 256GB SSD, GPU 7 nhân, phiên bản nhà nghèo. Các bạn có nghe thấy âm thanh gì không ạ? Thanh âm của đồng tiền. Chắc đây là cơ hội duy nhất mà tôi có thể mạnh tay với nó, vì sau này chắc cũng chỉ có thể nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thôi. MacBook Air màu gold, màu đồng, đồng trong hóa học Cu. Không phải, đồng trong từ đồng tiền. Phụ kiện bao gồm cáp C2C, sticker, cổ sạc 30W. Các bạn nghĩ là đã hết rồi đúng không? Chưa, còn có một phụ kiện siêu cấp nữa. Mì gói. Các bạn có biết khi nào 30 bằng 1 không? Đó là khi 30 gói mì bằng 1 tháng. Thiết kế của chiếc MacBook Air này vát, mọc, đẹp như chiếc phí của tôi vậy. Ủa sao ta? Sao nó không hiện? Hỏng rồi à? Theo đúng như kịch bản thì lúc mở lên thì máy nó sẽ khởi động luôn và hiện logo quả táo cắn dở cơ mà. Hết pin anh em ạ. Về Tab 3 bàn phím thì cần trải nghiệm thêm, ấn cũng thinh thích. Không sướng bằng bàn phím cơ, nhưng không bị đồng nghiệp chửi vì gây tiếng ồn thì cũng ok. Bàn di chuột, MacBook là số 2 thì không ai là chủ nhật. Những cái lỗ bạn có thể cắm được hơi ít. Hai cổng USB 4, jack 3.5mm. Có thể mở ra chỉ với một ngón tay giữa. Loa được. Màn hình màu sắc đẹp nhưng mà bé. Ông muốn to thì mua MacBook Pro Max 60 củ đây. Mì sắp trương hết cả da rồi này. Ăn nhanh cho ngon không cả tháng không nó trôi đâu.